Hai chủ đỡ cắp thông tin ở đầu hẻm 86 đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã gánh cả bó cáp điện thoại, truyền hình cáp, cáp internet bị đổ nghiêng ra hẻm gây mất mỹ quan và không an toàn, khiến người dân ở đây rất lo lắng. Ghi nhận tại tuyến đường Trần Bình Trọng, quận 5, thực trạng hệ thống cột điện, dây cáp điện đang rất ngổn ngang. Trụ đỡ cáp cao khoảng 2,5m, trên đinh trụ là một đồng hồ điện và cả bó cáp điện thoại, cáp truyền hình trong đang tình trạng sắp ngã xuống bất kỳ lúc nào. Dưới chân trụ đã bị đứt gãy hoàn toàn, trụ cáp này đang được là nỗi ám ảnh nguy hiểm của người dân thường xuyên phải lưu thông qua đây. Theo người dân, cột điện bị nghiêng và có thể ngã bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ hay vui chơi gần khu vực này. Trụ đỡ này hiện không được mắc dây và vẫn chưa được thay thế bằng trụ đỡ khác. Cư dân địa phương cho biết đã phản ánh nhiều với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được khắc phục. Rất mong chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vào cuộc xử lý, trả lại sự an toàn, thông thoáng cho người dân nơi đây.